Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến kênh của mình nha. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cách thay nước của mình nha các bạn. Thì mình nước này cũng được khoảng 4 ngày, 5 ngày gì vậy. Mình bữa nay mình thay nha. Thì mình sẽ làm cái quy trình thay nước cho chia sẻ với các bạn nha. Thì mời các bạn theo dõi nha. Thì mình trước khi mình thay nước đó các bạn, thì mình nước ở trong đây nó đang nhiều đúng không? Thì mình xả cái ống này, cái ống xả này mình sẽ tháo ra cho nước nó ra, cho nước nó ra có khoảng tầm còn khoảng tầm từng một tấc nước nha các bạn, nè tấc nước nha các bạn, để cho nước nó còn tầm một tấc nước đi, bắt đầu mình vệ sinh cái bể sơ sơ cái xong rồi mình bơm nước, bắt đầu bơm nước nha các bạn. Cái đáy mình thấy nó cũng hơi dơ dơ dữ kìa. Thời chừng nào nước cạn thì mình quay cho cả nhà xem nha, cách làm của mình ha. Bây giờ nước bây giờ nó cũng gần cạn rồi cả nhà, còn tầm rõ khoảng một tấc nước rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên máy, mình sẽ gắn ống, rồi mình gắn ống xong qua máy mình vượt máy cho máy nó bơm nước từ trực tiếp chuyển mương lên nha cả nhà. Mình bơm xuống vượt máy cho bơm nước lên nha. Rồi chào lại cả nhà nha, thì mình đang bơm nước vô nha cả nhà, bơm nước vô vậy đó. Mình để cái ghế đó chủ yếu là cho cái nó cho cái lực nước nó giảm bớt nha cả nhà, đừng cho đẩy nước mạnh vô con ốc quá, thành ra nước nó chảy, nếu mà nó chảy nó dập mạnh quá thì con ốc nó sẽ chạm nhau, nó sẽ thành ra nó sẽ giống như nó bị sốc á cả nhà. Thì bây giờ mình để cái ghế đó cho nó chạm, cho nó cản cái dòng nước bớt, nó uống muốn lên vậy đó. Rồi bây giờ mình vô mình sẽ đồ những cái cặn ở trong đây nè cả nhà, cho nó sạch sạch ra bớt ha. Rồi đây nha, đây mình gãi cái này là mình gãi vô thủy sản nha. Giờ mình sẽ gãi đều cái mặt dưới đáy cho nha cái nè. Bây giờ mình gãy xong rồi, bây giờ mình đậy cái nắp này lại cái nè, cho nước bơm từ từ vô nha cái nè. Rồi mình gãy xong rồi, gãy dôi thủy sản nha, gãy đều cái mặt đáy của mình vậy ha. Rồi bắt đầu mình đậy cái lỗ thông nước lại, đậy lỗ nước lại cho nước nó từ từ nó ngập móc từ từ nha cái nè. Mình bơm mình hạn chế được, bây giờ mình bơm thì mình hạn chế cái phần mà va chạm với con ốc nhiều nha cái nè, giống như là mình đừng có động nó nhiều quá đó. Khi nào mình cần thiết thì mình bể dơ dữ lắm thì mình chuẩn bị, thì mình chuẩn bị xong hết thì mình mới dọn sạch hết trơn rồi mình mới vệ sinh bể cho sạch sẽ luôn đó nha. Thì lâu lâu mình mới làm lần chứ không làm hoài được nữa. Đây mình đang thay nước mà
ốc nó bò lên đá luôn nè cả nhà. Dạ. Không cả nhà. Ốc bò lên đá luôn nè. Đấy rất là nhiều ha. Không cả nhà, bây giờ bò lên đá nè. Nó đang đẻ trứng rất là nhiều ha cả nhà ha. Đang bò lên đá nè. Để rất là nhiều ha. Thì bên mình có nhu cầu bán trứng, bán ốc con, ốc giống gì đó cả nhà. Thì cả nhà có mua thì cứ liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại 0937837800 hoặc là 0704704878 nha cả nhà. Mình tên tên Tùng ở vùng Hiệp Hậu Giang nha cả nhà. Thì cái quy trình thay nước của mình vô bể bạc là gì nha cả nhà. Thì mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện cái mô hình của mình, với cũng như là mong mọi người đăng ký kênh, like, ủng hộ mình, cái kênh mình phát triển nha. Rồi cũng cảm ơn cả nhà xem clip nha, chào cả nhà nha. Rồi nha cả nhà, thì đây mình bơm nước vô đầy bể nha cả nhà. Thì mực nước thường ốc đẻ, ốc bố mẹ thì mực nước mình khoảng tầm 3 tấc đổ lại thôi cả nhà, không cần phải cao đâu đó nha. Nước cao quá cũng không nói chung là nó không tốt luôn. Thì mặt nước có khoảng tầm 3 tấc lại được rồi. 3 tấc đi. 3 tấc trở lại là được rồi. Thì rồi cách thay nước của mình đơn giản như thế cả nhà. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chào cả nhà nha.